Màn ảnh Hoa ngữ dịp đầu năm 2024 đang thu hút khán giả bởi màn tái xuất đầy ấn tượng của nam thần Hồ Ca. Cùng các hoa đán như Mã Y Lợi, Đường Yên, Tân Chỉ Lôi trong phim Phồn Hoa của đại đạo diễn Vương Gia Vệ. Ngoài ra, màn ảnh Hoa ngữ tháng 1 còn gây chú ý với 3 bộ phim ngôn tình phát sóng kế tiếp nhau của Trương Vãn Ý và Trần Tinh Húc. Hãy cùng Cbiz Phim tìm hiểu về những điểm nổi bật của 3 bộ phim này nhé! Tôi biết tôi yêu em, Trương Vãn Ý, Tôn Di. Nội dung chính của phim xoay quanh tình yêu gập ghềnh, đầy cấm kỵ giữa Triệu Tấn, Trương Vãn Ý và Hứa Nặc, Tôn Di. Cả hai đều phải sống dưới áp lực hối thúc kết hôn của gia đình, bạn bè, từng chịu đựng những tổn thương không ai thấu cảm. Triệu Tấn là bác sĩ thú y bề ngoài ấm áp, lạc quan nhưng nội tâm luôn thiếu đi cảm giác an toàn, bị vợ cũ phản bội trong cuộc hôn nhân cho gia đình sắp đặt. Trong khi đó, Hứa Nặc lại không có được cái kết trọn vẹn của lời hẹn ước 10 năm với người yêu. Với những vết rạn nứt trong tâm hồn, sự lạc lõng, lo âu thì giờ đây hai người đã tìm thấy cảm giác được an ủi, sẻ chia và ấm áp. Triệu Tấn và Hứa Nặc dần nhận ra vị trí của đối phương trong lòng mình. Khi họ dũng cảm quyết định đến với nhau cũng là lúc họ phải đối mặt với rất nhiều thử thách, điều tiếng và quan niệm áp đặt từ người thân, bạn bè xung quanh. Sự hiểu lầm từ bạn bè và sự cản trở của cha mẹ khiến tình yêu của họ gặp nhiều khó khăn thăng trầm. Sự chăm sóc tỉ mỉ của Triệu Tấn dành cho Hứa Nặc đã khiến Hứa Nặc cảm nhận được sự ấm áp và vững chắc mà đã lâu rồi cô không được trải qua. Lấy lại sự tự tin và khao khát tình yêu, đồng thời lồng ghép tình yêu này vào việc sáng tạo hoa, đồng thời trở thành một người bán hoa nổi tiếng. Sự xuất hiện của Hứa Nặc cũng dần hàn gắn những tổn thương tình cảm bao năm qua của Triệu Tấn, giúp Triệu Tấn cảm nhận được niềm hạnh phúc đã mất từ lâu. Cả hai đã vượt qua nhiều khó khăn, trở ngại thông qua tình yêu đích thực dành cho nhau, yêu nhau rồi trưởng thành cùng nhau nắm tay nhau bước vào lâu đài hôn nhân. Tôi biết tôi yêu em, vì sao được yêu thích? Cốt truyện của bộ phim Tôi biết tôi yêu em có rất nhiều điểm đáng bàn. Nam chính Triệu Tấn là một bác sĩ thú y, nữ chính Hứa Nặc là một nghệ nhân thiết kế hoa cưới. Hai người gặp nhau khi nữ chính mang mèo của bạn đi khám ở bệnh viện thú y nơi nam chính làm việc. Nam chính đã ly hôn, nữ chính đang có bạn trai. Thiết lập nhân vật Hứa Nặc của Tôn Di có thiết lập là cực kỳ xinh đẹp, có tài thiết kế, có tính cách không dứt khoát. Tôn Di vừa xinh đẹp, vừa thể hiện được phần nội tâm mềm yếu không nỡ, mong muốn được yêu làm nhân vật trong mối quan hệ phức tạp không trở nên quá đáng ghét. Vì mối quan hệ mập mờ phức tạp, nếu biên kịch làm không khéo sẽ rất dễ bị cuốn vào tranh cãi đạo đức. Nhưng đến hiện tại thì đạo diễn rất biết cách sắp xếp tình tiết. Biên kịch xử lý khá hợp lý được phần diễn biến tâm lý của nhân vật chính nên dù là tiểu tam chen chân vào mối quan hệ của người khác thì Triệu Tấn vẫn rất được khán giả ủng hộ và yêu mến. Tôi biết tôi yêu em là một bộ phim kinh phí thấp, hội tụ đủ tiêu chí 4.0. Nhà sản xuất không danh tiếng, đạo diễn không có tác phẩm tiêu biểu, biên kịch không kinh nghiệm, nền tảng không đặt kỳ vọng, thậm chí còn không thiết kế banner hay quảng bá phim. Thế nhưng bất ngờ là Tôi biết tôi yêu em lại được khán giả yêu thích, đánh giá cao bởi những thước phim đẹp, kịch bản hấp dẫn và diễn xuất tốt của hai diễn viên chính. Một số cư dân mạng khen Tôi biết tôi yêu em có phần hình ảnh lãng mạn, nên thơ nhất trong số các phim ngôn tình năm nay. Không chỉ được đầu tư phần nhìn, ngay cả phần nghe của phim cũng khá tinh tế, những phân đoạn cần thiết đều có phần nhạc dễ thu hút người nghe. Anh cũng có ngày này, Trần Tinh Húc, Trương Nhược Nam. Chính thức lên sóng từ ngày 4 tháng 1, bộ phim Anh cũng có ngày này do Trần Tinh Húc và Trương Nhược Nam thủ vai chính lập tức thu hút sự quan tâm của khán giả. Dưới bối cảnh chính là ngành luật sư và chốn công sở, Anh cũng có ngày này xoay quanh chuyện tình đầy thú vị giữa ông chủ ác ma Tiền Hằng, Trần Tinh Húc và cô nàng luật sư Niter Thành Giao, Trương Nhược Nam. Ôm khát khao trở thành luật sư, Thành Giao hào hứng dọn đến nơi ở mới gần công ty sau khi bất ngờ được tuyển dụng. Chớ trêu thay, cô thuê phải căn hộ ghép nên phải sống cùng mái nhà với người khác và lại thường xuyên mâu thuẫn, tranh cãi với người này. Nào ngờ người thuê cùng nhà không phải ai xa lạ chính là ông chủ của cô, Tiền Hằng, Trần Tinh Húc. Vì hiểu lầm Thành Giao dựa vào mối quan hệ để vào công ty làm việc nên Tiền Hằng cố tình huấn luyện cô một cách hết sức khắc nghiệt để cô thấy khó mà rút lui. Trong khi đó, Thành Giao ngây thơ lại tưởng mình may mắn, càng nỗ lực làm việc hơn, trong quá trình này cũng biểu hiện rất xuất sắc khiến Tiền Hằng dần thay đổi cách nhìn về cô. Duyên phận bắt đầu từ quan hệ oan gia chẳng ai ưa ai, từng bước trở thành quan tâm lẫn nhau, tình yêu cũng chớm nở. Trải qua bao nhiêu gian nan, thử thách, Thành Giao cũng trở nên chững chạc hơn, thành công làm một luật sư đủ tiêu chuẩn và đi đến hôn nhân hạnh phúc cùng Tiền Hằng. Một trong số những điểm cộng quan trọng giúp Anh cũng có ngày này được lòng người xem chính là ở cốt truyện nhẹ nhàng, hài hước đậm tính giải trí nhưng vẫn không làm mất đi những giá trị tinh thần khác cần có. Nam nữ chính vừa có nhan sắc vừa có diễn xuất. Nhân vật nam chính Tiền Hằng là một trong những người sáng lập nên văn phòng luật sư Quân Hằng. Không chỉ vậy, anh chàng còn là luật sư tiếng tăm lẫy lừng trong giới, tinh thần làm việc cao,
luôn giữ vững lý trí và khả năng suy luận, phán đoán. Không quá khác biệt với các nhân vật tổng tài bá đạo trong các bộ phim ngôn tình Trung Quốc, Tiền Hằng cũng thuộc kiểu người cao ngạo, lạnh lùng vô tình và rất độc miệng, võ mồm không thua kém bất kỳ ai. Ấy thế nhưng trái ngược với vẻ ngoài kiêu ngạo, độc đoán, Tiền Hằng là một người đúng chuẩn ngoài lạnh trong nóng. Anh chàng có một trái tim rất đỗi ấm áp mà người đủ thấu hiểu anh sẽ cảm nhận rõ rệt. Sở hữu nhan sắc điển trai với đường nét ngũ quan góc cạnh, vóc dáng cao ráo săn chắc, Trần Tinh Húc mang đến một phong thái đĩnh đạc, đúng chuẩn tổng tài trong truyền thuyết, ông chủ hoàn hảo khi không mở miệng. Trong phim anh cũng có ngày này, thiết lập luật sư kiệt xuất mở ra một diện mạo mê hoặc lòng người của Trần Tinh Húc. Anh chàng thường xuyên khoác lên mình trang phục công sở tinh tươm, những bộ vest gam có màu lạnh phối với áo sơ mi trắng lịch lãm, phong độ ngút ngàn. Còn nữ chính Thành Giao thì trong lòng ôm ấp hoài bão trở thành một luật sư tài giỏi, vừa mới chân ướt chân ráo bước vào hành trình chinh phục ước của mình tại công ty luật của Tiền Hằng. Ngay ngày đầu tiên đi làm, Thành Giao bất ngờ khi ông chủ của mình là Tiền Hằng, còn được phân vào nhóm do anh quản lý. Đối mặt với sự rèn giũa ác ma tuy có chút e dè, nhưng dựa vào tính cách lạc quan trời ban và một tinh thần nhiệt huyết vô đối kết hợp với sự nỗ lực gấp bội đương đầu với thử thách, Thành Giao hết lần này đến lần khác khiến Tiền Hằng phải thay đổi định kiến của anh với cô. Mọi cố gắng của Thành Giao sau cùng cũng được đền đáp bằng những quả ngọt. Trương Nhược Nam không chỉ đáng yêu, xinh xắn mà còn đem lại cảm giác tươi tắn tràn ngập sức sống, điều này đã giúp cô nàng chiếm trọn tình cảm từ người xem. Trương Nhược Nam cho người xem cảm giác của một cô gái trẻ tự tin và không ngại khó khăn, thử thách. Cô nàng mang đến nguồn năng lượng tích cực và dung mạo tỏa nắng giúp khán giả tìm thấy cảm giác dễ chịu, như được tiếp thêm động lực để phấn đấu trong công việc lẫn cuộc sống. Phong cách ăn mặc của Trương Nhược Nam trong phim có điểm nhấn riêng biệt, tạo được thiện cảm lớn. Thiết lập nữ chính tính cách lạc quan, tinh quái và luôn linh hoạt kịp thời nhảy số trước mọi tình huống, đúng sở trường của nữ diễn viên trẻ. Sắm vai cô luật sư Niter chưa có nhiều kinh nghiệm, Thành Giao thường xuyên xuất hiện với trang phục áo sơ mi chỉnh chu, lịch sự, gọn gàng, vừa nhìn đã biết người mới vào ngành. Người phiên dịch của chúng tôi, Tống Thiến, Trần Tinh Húc. Bộ phim Người phiên dịch của chúng tôi được thông báo sẽ phát sóng từ ngày 8 tháng 1 trên đài Hồ Nam, Mango TV và iQIYI. Trước đó, trailer mới của phim cũng được tung ra. Sau khi xem xong, khán giả đã dành lời khen cho diễn xuất. Ngoại hình cũng như phong thái chuẩn tổng tài của Trần Tinh Húc khi vào vai chàng giám đốc công nghệ Tiêu Nhất Thành. Cũng như sự xinh đẹp mặn mà của cô nàng Tống Thiến trong vai diễn Lâm Tây. Nội dung chính Người phiên dịch của chúng tôi là câu chuyện gương vỡ lại lành giữa Lâm Tây, Tống Thiến, phù thủy của giới phiên dịch và bạn trai cũ Tiêu Nhất Thành, Trần Tinh Húc. Vì để hoàn thành ước mơ nghề nghiệp còn đang dang dở của mẹ, Lâm Tây dù đau lòng nhưng vẫn quyết nói lời chia tay với Tiêu Nhất Thành. Đến khi hai người gặp lại nhau sau 8 năm thì cô đã trở thành phiên dịch viên chuyên nghiệp của Liên Hợp Quốc, là chuyên gia phiên dịch trẻ tuổi nhất với thành tích vang dội, trong khi anh cũng là giám đốc thành đạt của một công ty lớn. Lúc này số phận đưa đẩy, hai người gặp lại khi Lâm Tây buộc phải giao thiệp hòa nhã để giành được hợp đồng hợp tác với Tiêu Nhất Thành, theo đó giúp công ty anh đạt được nhiều thành công tại thị trường nước ngoài. Trong quá trình làm việc chung, Tiêu Nhất Thành bề ngoài tỏ ra lạnh nhạt, cố trả thù Lâm Tây nhưng trên thực tế anh lại âm thầm giúp đỡ cô, bởi trong lòng anh vẫn còn yêu cô sâu đậm. Thời gian tiếp xúc lâu giúp hai người dần tháo gỡ được khúc mắc năm xưa, thấu hiểu lẫn nhau hơn, cùng nâng đỡ nhau trong sự nghiệp, mối tình thời niên thiếu giữa Lâm Tây và Tiêu Nhất Thành một lần nữa nở rộ. Sau bao nhiêu bão tố, người có tình lại về bên nhau, cả hai viên mãn trong tình yêu lẫn sự nghiệp. Trước thời điểm phim chính thức lên sóng, những đoạn clip ngắn được cư dân mạng chia sẻ nhiều hơn. Đáng chú ý, trong số đó có cảnh Tiêu Nhất Thành đòi thử vị son môi của Lâm Tây khiến ai xem cũng thấy thích thú. Bạn đã xem những bộ phim này hay chưa? Bạn có đánh giá như thế nào về những bộ phim này? Hãy chia sẻ với chúng mình ở phần bình luận nhé! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. See you!